Mình vào tới đây thì mình thấy miệt vườn có một không gian rất là thoải mái, dễ chịu. Em thấy khung cảnh ở đây thì vâng rất là tuyệt vời ạ. Vâng, con người thì cũng rất là thân thiện. Một cái vùng đất Tây Đô mà chúng ta có được cái khu gọi là du lịch miệt vườn như thế này thì tôi chưa biết hết là cả nước mình có được mấy khu như thế này, nhưng mà nếu có thì nó là một trong những khu khá đặc biệt, khá đẹp đấy, mà nó có thể nó đáp ứng được cái nhu cầu của người dân của mình. Năm nay là năm thứ 7 mà huyện Phong Điền tổ chức cái ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 7, nó thể hiện ở cái cấp là thành phố. Thì chúng tôi cũng nhằm để quảng bá về cái huyện sinh thái cái ở Phong Điền. Thì đối với Phong Điền thì có rất nhiều cái sản phẩm du lịch và đặc trưng, như là hiện nay là về vấn đề cái du lịch tâm linh, rồi du lịch là văn hóa gắn với cái di tích lịch sử, rồi là du lịch sông nước, rồi du lịch về vấn đề là tham quan là vườn cây sinh thái, rồi về vấn đề nghỉ dưỡng homestay. Đó là những cái mà sản phẩm đặc trưng của Phong Điền cũng nhằm quảng bá để mời gọi du khách ở trong và ngoài thành phố, cũng như là có cái khách quốc tế đến tham dự. Đối với Phong Điền thì mỗi năm thì coi như là cái sự kiện được nâng lên rõ rệt, và khách đến thì hàng năm tăng cũng từ 20 đến 30%.